bên trong là nhân đậu đỏ các bạn, để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Ăn nó có hương vị thơm, mát, dễ chịu. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái món bánh mochi nhân đậu đỏ. Đây là đậu đỏ nha. Đây, đậu đỏ khô tôi để ở đây. Đấy. Đây là tôi đã ngâm. Thời gian ngâm đậu là phải có đủ 4 tiếng thì ta nấu nó mới nhanh nhờ các bạn nha. Nếu ta không ngâm thì ta lại phải đun lâu. Đấy, đây là bột lép các bạn. Bột lép này là 400g. Chút nữa tôi sẽ bỏ ra ngoài 100g để tôi giải. Sau khi tôi làm vỏ bánh tôi giải để cho đỡ dính tay các bạn ạ. Và đây là đường là 100g. Và một chút muối và một chút dầu. Bây giờ tôi sẽ cho đậu vào trong xoong để tôi đun. Các bạn hãy đun chín nhá. Đun phải chín thì chúng ta mới cho ra ngoài, chúng ta mới có thể cho vào máy xay chúng ta xay được. Đây ta phải dùng như thế là lửa lít nước. Bây giờ tôi gióm bếp các bạn nha. Các bạn hãy nhớ là ta đun đậu bao giờ đậu mềm nha. Đậu phải mềm, ta lấy cái đũa mà ta khoáng đậu, ta gắp viên đậu lên mà ta bấm mà thấy nó vỡ đôi ra mà nó mềm, nó đã bở rồi thì mới được các bạn ạ. Đấy, mà nếu mà hết nước thì các bạn phải chế nước vào. Các bạn ơi, đậu tôi đã luộc được nhừ rồi. Đấy, tôi đã lấy cái đũa này mà tôi sắn một cái là nó đã bung ra rồi đây. Đấy, như vậy là được. Bây giờ tôi sẽ múc đậu ra bát. Đấy, để cho nó nguội bớt đi. Nếu nước đậu mà còn thì các bạn tận dụng lấy nước đậu cũng được. Mà nước đậu mà hết thì các bạn sẽ lấy nước nã để các bạn chế vào. Bây giờ tôi sẽ múc nước đậu tương đương vào trong cái cốc này. Vì nó còn nước đậu thì các bạn sẽ lấy nước đậu tương đương 200ml. Đây nó đã nguội nguội bớt đi rồi, tôi sẽ cho vào trong cái máy xay này, tôi sẽ xay nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhớ là xay là phải cho thêm độ 200ml nước này vào đây, nước đậu mà còn thì các bạn cho nước đậu. Đấy. Đây bây giờ đã xong rồi đây, bây giờ tôi sẽ đổ ra cái chảo để tôi xên lên nhá. Đây các bạn ơi, tôi sẽ đổ cái đậu mà tôi đã xay ở đây để tôi xên lên. Cho lửa nhỏ nó không phải cháy nhá. Xên bao giờ nó phải oánh lên. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho 100g đường vào đây. Các bạn xên nó lên để cho nó thật là sánh rồi nhá. Các bạn nhớ là ta cho 10ml dầu ăn này. Đấy, chỗ này là 20 cho nên tôi chỉ cho một lửa thôi. Đấy. Ta xên làm sao mà nhỏ lửa cho nó bay hơi nước bớt đi thì nó mới đặc được. Đây tôi bây giờ phải xúc ra ngoài ngay đây. Như thế này tôi xên đã rất là hợp lý rồi. Đấy, các bạn hãy nhớ là ta giải ra cái đĩa này để cho nó nguội. Nó đã nguội được rồi thì nó sẽ đóng bánh đấy. Đấy, ta lặn nhân rất là hợp lý. Tôi sẽ chia ra cái này làm đôi này. Đó. Để tôi lặn nhân cho nó hợp lý này. Tôi sẽ làm 8 này, chia làm đôi nữa này. Tôi lại chia làm đôi nữa này. Đó. Tôi đã lặn cho chỗ này thì nó còn ấm ấm thì lặn để nó có cái độ dính. Các bạn mà để nguội hẳn đậu thì nó hay bị bở. Các bạn hãy nhớ như thế.
Bây giờ tôi sẽ mang ra ngoài kia để tôi sẽ ngâm cái đĩa này và tôi chuẩn bị để làm bột. Đây, đây là nhân tôi đã làm xong. Các bạn ơi, bây giờ tôi làm đến vỏ bánh nha. Trước khi làm vỏ bánh thì các bạn hãy nhớ tôi phải cho một chút muối hạt. Đấy, chỉ cho một chút thôi, các bạn nhớ là không cho nhiều. Và tôi sẽ cho lược vào đây. Cho lược vào phải khuấy cho nó đều nha. Các bạn hãy nhớ là ta đổ từ từ, không đổ một lúc đâu nha. Các bạn nhớ này, ta cho nó vừa vừa thôi. Đấy, nó như thế này là còn được này. Nếu các bạn mà cho đặc quá cũng khó làm. Cho nên ta cho nó vừa phải. Nó chảy thành dòng như thế này là được rồi. Đây, tôi sẽ cho vào chảo tôi hấp cũng được các bạn. Nào, bếp cháy đều rồi. Tôi sẽ cho bột vào trong đây nha. Đây, cái bát bột đây để tôi hấp nó lên. Đấy, các bạn hãy nhớ rằng hấp có thể ta cho thêm nước vẫn được. Để ta hấp làm sao cho nó chín bột. Để ta đậy vào nha. Đó. Đây, được rồi, chín rồi các bạn ơi. Đấy, nó đặc quá rồi đây này. Bây giờ tôi cho vào tôi xên. Rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ cho ra để xên đây. Đây các bạn ơi, tôi cho chỗ này vào 40g đường đây. Các bạn nhớ, còn bạn nào thích ăn ngọt nữa thì các bạn sẽ cho nhiều hơn. Chỉ ăn phao phảo thì nó dễ ăn, ngọt quá thì cũng ăn nó nhanh chán các bạn. Các bạn nhớ là ta xin cho nó thật dẻo lên. Khi nào nó không dính chảo nữa là các bạn hãy cho ra. Nhưng mà các bạn nhớ là xin đừng để cho nó cháy. Xên này là nó đã bay hết hơi rồi. Hơi nước nó đã đi rồi, bột rất là dẻo. Bây giờ tôi sẽ cho ra ngoài cái đĩa nha. Sau đó để ta cho cái bột áo vào. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ rắc bột áo không đây. Các bạn nhớ là ta rắc nó dày dày một chút. Đấy, ta đàn đàn nó ra. Đây, các bạn phải cho nó bột nó thật đều vào. Đấy, sau đó ta dàn nó ra. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho bột ra nhá. Đây, bột tôi đã cho ra đây rồi. Bây giờ ta tiến hành để làm bánh thì các bạn hãy nhớ tôi rắc cái bột lên trên này. Ta dùng bằng tay đi nhá, các bạn hãy nhớ. Ta dùng bằng tay thì ta mới dàn được ra. Các bạn dùng bằng cái bao tay là rất là khó làm đấy. Đây, các bạn dàn nó ra, xong rồi các bạn cắt chia làm sao bánh cho nó hợp lý. Đấy, để bột đỡ dính tay thì các bạn lại cứ chấm bột cho nó hợp lý nha. Nó vẫn còn rất nóng các bạn. Làm lúc nó nóng thì nó sẽ dẻo hơn. Nếu mà các bạn mà làm một cái lúc mà nó nguội rồi á thì nó hơi khó làm. Nhưng mà thực tế ra bột lép thì nó cũng rất là dẻo các bạn. Đây, tôi sẽ cắt chia ra. Ước lượng làm sao cho nó tương đối. Đây, bây giờ tôi sẽ nặn bánh các bạn nhé. Làm sao các bạn cứ kéo nó ra, nó rất là dẻo. Hợp lý rồi, các bạn hãy cho nhân vào trong. Đây các bạn, cho bánh gấp vào. Đây, miết nó lại. Cái bột nếp này nó dính lắm các bạn ạ. Đấy, cho nên là khi làm xong là các bạn phải xoa cho nó hợp lý nhá. Tôi làm nó cũng chỉ làm mỏng cho nên là không làm dày. Đây, như thế là đã được một cái bánh. Các bạn hãy nhớ đây. Đấy, thấm bột xong rồi các bạn cứ miết nó vào để cho nó có độ dính. Xong các bạn vo lại.
Ê, các bạn ơi, tôi đã làm xong 8 cái rồi. Bây giờ tôi sẽ dọn dẹp đi để tôi thưởng thức đây. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong bánh mochi rồi. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Đấy, các bạn bẻ ra là được. Đấy. Ở bên trong là nhân đậu đỏ các bạn, để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Bên trong đậu rất là thơm các bạn ạ. Rất là mịn. Độ ngọt vừa phải các bạn hãy nhớ là tôi chỉ cho ngọt thanh thôi chứ không cho ngọt đậm. Nếu các bạn mà cho ngọt đậm quá ăn nó nhanh chán ấy. Vỏ bánh thì ngọt cũng vừa phải. Đây là bột lép cho nên nó rất thơm. Mà hương vị của đậu đỏ với cả hương vị của bột lép này ăn nó có hương vị thơm, mát, dễ chịu. Nhân thì vừa phải. Vì cái vỏ bánh ta cũng không nên làm dày quá mà cũng không nên làm mỏng quá. Vừa qua tôi đã giới thiệu với các bạn làm cái bánh mochi. Đến đây thời lượng thì cũng đã vừa đủ. Tôi xin phép các bạn là tạm ngừng. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin gặp các bạn vào clip sau. Xin chào tạm biệt.